Bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Sackler Ballet của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc vòng tay mang tên của một cầu thủ NBA, đó chính là cầu thủ Sackler Ballet. Và chúng ta sẽ có các phần nguyên liệu để làm cái vòng này như sau này. Đây là có một cuộn dây chun nhé, một cuộn dây chun màu trắng này, một chiếc kim này, một chiếc kéo này, thằn vòng này, đây là cái phần chữ này. Chữ thì chúng ta sẽ viết thành cái tên nhé. Mình lấy phần dây. Và cái kim như này. Bây giờ mình sẽ đi ghép những cái hình ngôi sao nhé. Ngôi sao màu tím. Màu trắng này sẽ là màu trắng hình trái tim nhé. Đó là một cái ngôi sao màu vàng. Tiếp theo sẽ là hình trái tim màu trắng. Bây giờ thì mình sẽ đi ghép cái chữ sơn tư ông nhiều ở sắc lưỡi ba lê nhé. C chữ A này,
Chữ